Hello chào anh em, chúng ta lại quay trở lại với Recommend Hỏa Tốc và đây đã là số thứ 20 rồi anh em ạ. Thời gian trôi khá là nhanh đúng không nào? Mình biết là thời điểm hiện tại thì đã là cuối năm gần Tết tới nơi rồi nhưng mà vẫn còn khá là nhiều anh em chưa chọn được cho mình một chiếc laptop thực sự ưng ý. Chính là vì thế mà Recommend Hỏa Tốc hôm nay sẽ giải đáp cho anh em tất cả thắc mắc về laptop anh em nhá. Và bắt đầu tới câu hỏi đầu tiên thôi nào. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Thiện Nguyễn. Chào hai anh, nâng SSD thì mình chỉ cần chọn đúng cổng kết nối là được đúng không ạ? Hay là có lưu ý gì khác không ạ? Chúc kênh phát triển. Ok, mình xin cảm ơn lời chúc của bạn nhé. Thì để mà nâng SSD, chúng ta đúng là sẽ chỉ cần quan tâm tới cái quan trọng nhất. Đấy chính là cái kích thước của cổng kết nối, xem là nó có chuẩn hay không. Và cái đó sẽ là cái quan trọng nhất, chỉ cần đúng cổng là được bạn nhé. Còn cái thứ hai bạn quan tâm đấy chính là về cái tốc độ đọc ghi của SSD đó. Và nó sẽ ảnh hưởng liên quan mức giá thành nữa, thì mình có thể tối ưu trong cái mức đó bạn nhé. Ok, sẽ cùng sang câu hỏi thứ hai nào. Câu hỏi số 2 là của bạn Vũ Minh Chí. Cho mình hỏi tầm giá từ 17 đến 20 triệu có máy nào phục vụ công việc văn phòng cơ bản, có thể chơi một số tựa game như LOL, CS:GO, FIFA Online 4 không ạ? Cảm ơn bạn rất nhiều. Tầm giá này thì có khá là nhiều sự lựa chọn, và nếu mà bạn thích một chiếc máy mỏng nhẹ thì có chiếc Asus QI408G sẽ đáp ứng được đủ các nhu cầu của bạn. Còn nếu mà bạn thích một chiếc laptop có màn hình lớn hơn và có bàn phím số phụ bên cạnh để có thể nhập liệu ấy, thì cái chiếc Dell Inspiron 5510 và chiếc 5515 sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn nhé. Câu hỏi số 3 là của bạn Đặng Văn Thành. AD cho em hỏi giữa hai con Dell Inspiron 5510 và Acer Nitro 5 1400H GTX 1650 thì con nào cho dân kỹ thuật ngon hơn ạ? Xét về độ khỏe và bền ạ. Và trong tầm giá 20 triệu thì có con nào ngon hơn không ạ? Em cảm ơn và chúc kênh ngày càng phát triển. Ok, cảm ơn bạn, cảm ơn cái lời chúc của bạn nhé. Và mình sẽ xin trả lời ngay câu hỏi của bạn như sau. Với Acer Nitro 5 thì sẽ cho mình mức hiệu năng nó cao hơn so với cả Dell Inspiron 510 để cho bạn có thể vào chiếm một số con game cũng như là đồ họa, làm các tác vụ xử lý công việc nó nặng nề hơn một chút so với cả Dell Inspiron 5510. Nhưng mà nếu bạn không có nhu cầu về chơi game nhiều hay là các tác vụ chỉ trong cái nhu cầu mà bạn đã nêu ra ở trong cái bình luận này ấy, thì mình thấy rằng là với chiếc 5510 nó sẽ cho ta một mức hiệu năng tương đối. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có thể dễ dàng mang chiếc máy ra ngoài bởi vì là trọng lượng và thiết kế khá là mỏng nhẹ bạn nhé. Câu hỏi số 4 là của bạn Huỳnh Âu. Các anh cho em hỏi chút ạ, em lắp RAM cùng RAM 4 bớt 3200MHz, nhưng do hai thanh khác nhau nên con Nitro 5 của em chỉ nhận được bớt 2933MHz mà thôi. Em thắc mắc là bị hạ vậy có ảnh hưởng nhiều đến hiệu năng không ạ? Mong các anh giải đáp. Hai thanh 4GB tức là 8GB đúng không bạn nhỉ? 8GB mà bớt 2933MHz thì nó không ảnh hưởng gì nhiều so với cả 3.2 đâu bạn nhé. Để mà tối ưu nhất thì mình xin đưa ra lời khuyên cho bạn, đấy chính là bạn hãy nâng lên hai thanh 8GB bớt 3.2, chạy đua channel, hai thanh 8GB thành 16GB, lúc này sẽ tối ưu và nó sẽ hiệu năng của nó sẽ ok hơn rất là nhiều, cũng như là về cái dung lượng RAM thì chúng ta sẽ có nhiều tài nguyên RAM hơn để sử dụng, lúc này nó mới gọi là đảm bảo hiệu năng cho chúng ta bạn nhé. Câu hỏi số 5 là của bạn Hậu Nguyễn. Cho em hỏi laptop của em tản nhiệt nó thổi hơi khá là nóng ra thẳng màn hình thì có làm hỏng màn hình không ạ? Em cảm ơn và chúc kênh ngày càng phát triển. Ok, xin cảm ơn lời chúc của bạn. Về cái việc khi nóng thổi vào cạnh đáy của màn hình ấy thì sẽ không ảnh hưởng quá là nhiều, bởi vì là khi mà đã thiết kế ra một sản phẩm ấy thì chắc chắn là các kỹ sư họ đã để ý, họ đã tính toán cân đo đong đếm từng ly từng tí một rồi. Cho nên là cái việc khi nóng nó có phả ra ấy thì nó vẫn nằm trong tính toán của họ mà thôi. Để mà sử dụng về lâu về dài ấy thì bạn ấy cứ yên tâm sử dụng bạn nhá. Bởi vì là tất cả mọi thứ các kiến trúc sư, các kỹ thuật viên họ đã kiểm tra, họ đã test rất là kỹ từng máy một trước khi mà bán ra thị trường rồi bạn ạ. Câu hỏi số 6 là của bạn Nhật Anh. Hai anh cho em hỏi là em Vivobook Pro 14X OLED có về option Ryzen 7 không ạ? Nếu có thì em nên lựa chọn em nào giữa Vivobook Pro 14X OLED Ryzen 7 RTX 3050 và Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 Ryzen 7 RTX 3050 ạ? Nhu cầu của em là xem phim, lướt web, edit video, chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng Lightroom, Photoshop, Premiere. Lâu lâu thì có chiến game nhẹ. Em cảm ơn hai anh và chúc hai anh có thật nhiều sức khỏe. Ok, mình xin cảm ơn lời chúc của bạn nhé. Về cái mẫu Pro 14X OLED ấy thì hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức về cái việc về option Ryzen 7 mới bạn ạ. Nếu như mà bạn thiên về chỉnh sửa hình ảnh thì theo cá nhân mình sẽ ưu tiên sử dụng màn hình IPS bởi vì nó chống lóa và màu sắc của nó thì cũng khá là dịu, nó khá là ổn. Nó không bị làm quá lên như kiểu là màn hình OLED bạn ạ. Còn mình thì cũng đã có bài review khá là chi tiết về từng mẫu máy, từ iPad 5 Pro 16 inch tới Vivobook Pro 14X OLED rồi, bạn có thể tham khảo chi tiết ở góc bên phải phía trên video bạn nhé. Câu hỏi số 7 là của bạn Hương Giang. Làm hình ảnh thì có nên mua màn OLED không anh? Mong anh trả lời. Về làm hình ảnh thì hiện tại với màn OLED nó có khá là nhiều cái ưu điểm để đáp ứng được trong ta vào các tác vụ chỉnh sửa hình ảnh hay là yêu cầu màu sắc chuẩn xác cao, như là với các giải màu bao phủ khá là rộng từ DCI-T3 cho tới Adobe GB đều đạt đấy là sấp xỉ 100%. Ngoài ra thì cái mức delta E của những chiếc màn hình OLED bây giờ đây nó cũng khá là thấp, nó chỉ khoảng độ dưới 2 mà thôi, chính là vì thế mà phục vụ khá là tốt cho chúng ta vào những cái tác vụ mà chỉnh sửa hình ảnh. Tuy nhiên thì cái điểm mà mình không thích ở đây thì chính là về cái mức độ tương phản của cái màn hình bị đẩy lên quá là cao và cái màu sắc nó bị làm rực hơn so với cả cái mức bình thường so với cả những chiếc màn hình IPS. Chính vì thế mà mình bây giờ hiện tại mình vẫn đang lựa chọn những chiếc màn hình IPS để làm hình ảnh chỉnh sửa đồ họa bạn nhé. Câu hỏi số 8 là của bạn Revamp Provide.
Em có nhu cầu mua máy giá tầm 30 triệu. Yêu cầu thì em chỉ cần một con máy mỏng, nhẹ khoảng 14 inch, dùng lâu dài được khoảng 7-8 năm. Nhu cầu của em chủ yếu là văn phòng, office với cả file PDF là chính. Mong hai anh cho em một vài mẫu ạ. Ok, với những nhu cầu của bạn mà trong tầm giá 30 triệu ấy, thì mình thấy rằng là có một con máy rất là phù hợp, đấy chính là chiếc Asus ZenBook 14 phiên bản UX425EA bạn nhé. Thì với cái phiên bản này, cấu hình i7 RAM 16 DDR5-12 đáp ứng thoải mái cái nhu cầu của bạn luôn. Và thiết kế thì nó khá là sang chảnh, nó khá là đẹp của cái dòng ZenBook, dòng cao cấp bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thiện Tâm Lê. Asus TUF Gaming F15 FX506LH HN002T có học được auto card ổn không hay phải lắp thêm một RAM 8GB và một thanh SSD 512GB nữa ạ? Mong admin trả lời. Với cái câu hỏi của bạn mình xin trả lời ngay, đấy chính là nếu như bạn có điều kiện, có đủ khả năng để có thể nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB thì chắc chắn là bạn sẽ nên nâng lên, bởi vì là nó sẽ cho một mức hiệu năng nó ok hơn, chạy dual RAM thì nó sẽ tốt hơn nhiều bạn nhé. Còn với ổ cứng thì tùy thuộc nhu cầu của bạn thôi, nếu mà bạn cần lưu trữ nhiều thì bạn có thể lắp thêm SSD, còn nếu mà không thì bạn có thể mua những cái ổ cứng rời lắp bên ngoài, nó vừa là có tính di động cao hơn, chúng ta có thể mang ra ngoài dễ hơn, đúng không nào? Và nó cũng có mức giá thành phải nói là nó ổn hơn và dung lượng cũng khá là cao bạn nhé. Câu hỏi số 10 là của bạn Sadao. Giá máy từ 15 đến 19 triệu, em học ngành tài chính có máy nào dùng ngon không ạ? Em quan tâm dòng Dell, lâu lâu cũng có chơi game, LOL với cả xem phim. Mong anh tư vấn và chúc kênh phát triển. Ok, xin cảm ơn bạn. Trong tầm giá khoảng 16 triệu thì Bell Laptop World sẽ có mẫu là Dell 3511 Inspiron. Với em này thì sẽ có là i5 RAM 8 DDR5-12. Còn nếu mà cao hơn chút thì bạn sẽ có chiếc 5510. Đấy, trong tầm giá cao hơn một chút thì sẽ có chiếc Inspiron 5510 hoặc là 5515. Hoặc là cao hơn chút nữa thì sẽ có 7415 bạn nhé. Thì trong cái tầm giá khoảng 19-20 triệu thì ba mẫu này nó vừa là tối ưu trong tầm giá và những cái chiếc laptop của Dell ấy thì nó vẫn đáp ứng được tốt những cái nhu cầu của bạn và nó còn bền bỉ nữa, đúng không nào? Câu hỏi số 11 là của bạn Tuấn Anh Phạm. Có tầm 20 triệu thì nên mua laptop MSI Modern 15 A11MU678VN hay Acer Aspire 7 A715 42G R1SB về ạ. Chúc kênh phát triển ạ. Vâng, mình xin cảm ơn bạn. Thì để trả lời cho câu hỏi của bạn ấy, thì mình sẽ chia ra làm hai đối tượng sử dụng. Nếu như bạn cần một chiếc laptop hiệu năng ổn hơn thì bạn có thể thiên về chiếc Acer Aspire 7, bởi vì là em nó cho chúng ta một mức hiệu năng nó nhỉnh hơn một chút với cả con card đồ họa GTX 1650. Còn nếu như mà bạn thiên về một chiếc laptop mỏng nhẹ, thiết kế đẹp thì có thể cân nhắc sang MSI Modern 15 bạn nhé. Bởi vì là chiếc Modern 15 thì nó có build full nhôm này, thiết kế khá là mỏng và khá là đẹp bạn đấy. Câu hỏi số 12 là của bạn Tiền Nguyễn Quang. Em chào hai anh ạ. Hai anh cho em hỏi là cái tầm giá 16 triệu em học kỹ thuật thì nên chọn mẫu Modern 14, 15 nào ạ? Em cảm ơn và chúc hai anh năm mới vui vẻ ạ. Ok, trong khoảng 16 triệu thì bạn có thể cân nhắc qua mẫu MSI Modern 14 204VN là cái mẫu mà gần đây nhất mình trên tay cho anh em trên channel của Laptop World đấy. Thì mình sẽ gắn link ở góc bên phải phía trên video. Em này sẽ có Ryzen 5 5500U, RAM 8GB và DDR5-12GB bạn nhé. Câu hỏi số 13 là của bạn Cường Nguyễn. Anh ơi, em học marketing và chơi LOL thì trong tầm giá khoảng 20 triệu có con nào ngon không ạ? Em cảm ơn. Ok, nếu như bạn cần một chiếc laptop mỏng nhẹ thì không thể nào bỏ qua được chiếc Asus QI408UG, đúng không nào? Ngoài ra thì bạn có thể cân nhắc qua một số mẫu như là Dell Inspiron 5510, cũng là một chiếc laptop mà có thể học qua marketing và chơi LOL. Nhưng mà với marketing ấy thì mình vẫn thiên về chiếc QI408UG hơn, bởi vì là nó cho mình một cái màn hình trông nó cũng khá là đẹp mắt đấy, với hơn 90% sRGB, màu sắc khá là đẹp bạn nhé. Câu hỏi số 14 là của bạn 7P. Dạ cho em hỏi, trong tầm giá 25 đến 30 triệu thì nên chọn laptop nào ạ? Em không chơi game, chủ yếu sử dụng Word, Excel, PowerPoint, mở nhiều tab cùng lúc ạ. 25 tới 30 triệu là một cái phân khúc laptop mà khá là nhiều sự lựa chọn, rất là ngon cho bạn có thể cân nhắc. Điển hình như là chiếc Gigabyte U4 này, một chiếc laptop nhẹ dưới 1kg, thiết kế thì build hợp kim Mage rất là cứng cáp này. Và màn hình thì cũng rất là đẹp nữa. Đấy, bạn có thể mở hàng chục tab đi chăng nữa với con RAM 16GB ở trên em máy này. Ngoài ra nữa thì có thể cân nhắc qua một số các mẫu ZenBook bạn nhé. ZenBook cũng là những cái mẫu laptop khá là cao cấp đến từ nhà Acer đấy. Câu hỏi số 15 của bạn Cúc Trần Ngọc. Cho em hỏi hiện tại với tầm giá dưới 25 triệu, mỏng nhẹ, cấu hình ổn, RAM có thể nâng cấp lên 16GB hoặc có sẵn để làm kỹ thuật thì có những con nào ạ? Em đang để ý Dell Inspiron 7415, không biết có ổn không ạ? 7415 là một mẫu laptop khá ổn bạn nhá. Với chiếc máy này thì đến từ Dell rồi, anh em sẽ không cần phải lo về kỹ thuật, anh em kỹ thuật rất là cần một chiếc laptop bền. Và nếu như mà bạn thích một chiếc laptop mà cũng bền bỉ để mà có thể lựa chọn thì sẽ có chiếc gì nhỉ? Vio SE14 mà gần đây mình đã trên tay cho anh em ở trên channel của Laptop World đấy. Với Vio thì cũng rất là bền và đặc biệt là thiết kế lại còn mỏng nhẹ, dưới 25 triệu nữa, quá ổn đúng không nào? Câu hỏi cuối cùng là của bạn Nguyễn Văn Tịu. Nếu mua ở thời điểm cuối năm này với nhu cầu của em là học tập và chơi game CS đột kích mượt mà trong tầm giá khoảng 25 triệu trở lại thì theo anh là em nên chọn con nào ạ?
Thật ra với con game đột kích thì chúng ta có thể chơi trên cả những mọi laptop văn phòng, không cần phải là gaming đâu. Nhưng mà nếu mà bạn có muốn chơi đột kích xong mà sau này bạn muốn chơi thêm những con game nặng nề một chút như là CSGO này, Valorant hay là PUBG nặng hơn một chút nữa thì có thể cân nhắc tới lựa chọn của mẫu laptop gaming nhé. Ví dụ như là Acer Nitro 5 này hay là TUF DAS trong cái mức giá khoảng 25 triệu. Rất là ổn, cấu hình, ngon. Ngoài ra thì nếu như mà chỉ có học tập và chơi đột kích không, thời điểm trước mắt đây muốn giá rẻ thì sẽ có rất là nhiều mẫu mà mình trên tay cho anh em, từ MSI Modern 14 hay là Dell Inspiron hay là kể cả Bio đó, những cái mẫu khá là ngon đúng không nào. Và đó là câu trả lời của mình cho câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là sau cái clip vừa xong thì các bạn đã nhận được câu hỏi của mình thì có còn thắc mắc gì về cái việc lựa chọn laptop nữa không, thì nếu như mà các bạn vẫn còn thắc mắc thì hãy comment ở phía bên dưới phần bình luận của video, chúng mình sẽ lại tiếp tục lọc câu hỏi ra và trả lời trong những số tiếp theo. Và hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này, và đừng quên rằng là thời gian tới chắc là cuối tuần này thôi, Laptop World sẽ có thể sẽ tổ chức một chương trình mini game, chúng ta cùng vào và chơi game với nhau. Vui chơi có giải anh em nhá, vui chơi có thưởng đấy. Cho nên là đừng quên subscribe channel Laptop World để có thể đón chờ thông báo mới nhất của Laptop World anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em cho những video tiếp theo.